Cùng với thành phố Hồ Chí Minh thì 18 tỉnh thành phía Nam tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 để chống lây lan dịch bệnh COVID-19. Trong đó có một số tỉnh thành như là Bến Tre đã vừa lập chốt cố định trong khu vực nội ô, vừa tuần tra lưu động thực hiện quy định người dân không ra khỏi nhà sau 18 giờ. Sau một thời gian thực hiện thì đến nay đa số người dân đều đã không còn bỡ ngỡ và chấp hành tốt các quy định này. Những hình ảnh hoàn toàn khác so với trước đây. Tại chốt kiểm soát dịch cố định này, không còn cảnh nhốn nháo lục lọi giấy tờ khi qua chốt. Người dân ra đường làm việc hay mua nhu yếu phẩm đã quen dần với quy định phòng dịch của thành phố. Sẽ có cái tờ giấy cho thông qua mình đi lại, để giao cho khách hàng. Đó, là đến nơi phải qua những trạm dịch thì phải trình giấy tờ chứng minh nhân dân để đủ hợp pháp để đi giao. Nói chung không ảnh hưởng đâu em, vì cái này là làm để cho mọi người đều có cái ý thức đó, siết chặt lại tất cả để mọi người có một cái ý thức chung. Tại Bến Tre, Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình, khu phố là một pháo đài chống dịch. Công an phường, cán bộ tư pháp, lực lượng quân sự sẽ được chia theo tổ luân phiên mỗi ca 4 tiếng tổ chức tuần tra lưu động trên các tuyến đường. Thì đa số người dân đều chấp hành tốt, không có trường hợp mà đi ra ngoài mà không có lý do, đa số là ở trong nhà, được chia rẽ hết một vòng mấy khu phố hết đều ổn hết. Cái tinh thần, cái tự giác chấp hành của người dân thì rất là tốt. Thỉnh thoảng thì cũng có một số cái người dân thì cũng còn ra đường do đi là mua lương thực thực phẩm. Do đó thì chúng tôi cũng tiến hành đó là giáo dục nhắc nhở để cho đi. Nếu phát hiện những hành vi mà ra đường mà không có lý do chính đáng thì chúng tôi sẽ xử lý theo quy định. Theo công điện 1063 của Thủ tướng Chính phủ, các tỉnh sau một thời gian thực hiện giãn cách xã hội, nếu đã kiểm soát được dịch bệnh, Thủ tướng cho phép có thể nới lỏng giãn cách theo từng khu vực trong nội bộ tỉnh. Đối với khu vực liên tỉnh, phải có thỏa thuận thống nhất với các tỉnh thành liên quan và phải báo cáo tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 trước khi quyết định.